livestream đọc cái cuốn sách này cho cả nhà. Ai đọc rồi thì mình có thể xem cho vui ha. Còn nếu mà ai chưa có đọc á thì mình có thể là mình bắt đầu mình đọc cuốn sách này. Còn ai mà chưa không có điều kiện để mà đọc hoặc là ở xa chưa có mua được sách á thì lên đây nghe em livestream ha. Rồi, bây giờ đã đủ rồi, 5-6 người rồi. Ok, em bắt đầu nha. Em xin phép là đọc từ đầu luôn nha mấy anh chị ơi. Cuốn sách này là mang tên là Vượt Biển Lớn, tác giả là thầy Nguyễn Thái Duy. Chủ đề là cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Rồi em sẽ bắt đầu đọc. Lời cảm ơn. Cả nhà ơi, mình có thể là mình tu qua cái lời cảm ơn này, mình đọc luôn chương 1 được không ạ? Cái lời cảm ơn này nó cũng rất là dài, rất là dài. Tác giả nào thì cũng họ cũng cần phải cảm ơn những cái người trong cuộc sống của mình để mà giúp họ có được cái thành công như ngày hôm nay. Rồi em bắt đầu đọc chương 1 luôn. Rồi em chào anh Trí Minh Nguyễn nha. Chương 1, bí quyết bán hàng của anh chàng bán nước mắm. Tư duy nhắm búa là điều rất quan trọng để bạn đi những bước tiếp theo. Bạn chỉ thật sự kinh doanh khi đã bước ra khỏi tư duy nhắm đinh. Một, tôi đi làm thuê. Tôi tốt nghiệp đại học vào năm 1999. Trong suy nghĩ của tôi lúc đó, tấm bằng đại học là cái gì đó lớn lao lắm. Nó sẽ mở ra con đường sáng lạng cho tôi bước tới tương lai. Quá trình làm thêm rất nhiều khi còn đi học ở trường trung cấp và đại học khiến tôi khá tin tưởng vào khả năng cũng như bản lĩnh của mình. Tôi không chọn những công ty Việt Nam để xin việc mà nhất quyết nhắm vào những công ty nước ngoài. Nhiều người hỏi tại sao tôi lại có ý định kiêu ngạo đến thế, trong khi đối với mỗi sinh viên mới ra trường, có được việc làm đã là điều may mắn. May mắn lắm rồi. Tôi không có suy nghĩ trên của mình là kiêu ngạo hay là điên rồ. Nó cũng giống như việc trước đây, dù gia cảnh nghèo khó hơn rất nhiều bạn, nhưng tôi vẫn quyết tâm chọn con đường học hành tại Sài Gòn. Không chọn những trường ở quê. Dù lúc đó tôi có khả năng phải đối diện với những cái đói trong một thời gian dài, và thực tế là tôi đã chứng minh là tôi có thể tốt nghiệp được ở một trường tại Sài Gòn, có thể sống sót qua những ngày bươn bả mà không có bất cứ sự chi viện nào của gia đình. Từ suy nghĩ đó, chúng tôi tự tin rằng ngay cả con đường tôi đang lựa chọn bây giờ cũng không có gì quá to tát, quá đáng sợ. May mắn là vào thời điểm này, các công ty nước ngoài vào Việt Nam khá nhiều. Cơ hội của tôi vì thế cũng vô cùng rộng mở. Tôi lập đơn vào một vài công ty nước ngoài và rất nhanh chóng được mời đi phỏng vấn. Cuối cùng, tôi cũng trúng tuyển vào công ty Vinhorn Enterprise Việt Nam, chuyên sản xuất đồ gỗ, thanh treo gỗ với vị trí là nhân viên xuất nhập khẩu. Việc tôi trúng tuyển vào công ty này là một trải nghiệm về lòng tin. Giám đốc phụ trách công ty ở Việt Nam đã thực sự ấn tượng với tôi ngay từ lần phỏng vấn đầu tiên. Và đó là lý do tôi hạ gục hàng loạt đối thủ nặng ký có nhiều năm kinh nghiệm để bước vào công ty. Ông Tai Yusen đã tâm sự với tôi rằng ngay lúc lựa chọn tôi vào công ty, ông đã hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của ông. Ông tin tôi sẽ làm được, làm tốt, và thực sự tôi đã không phụ lòng tin tưởng đó. Trong buổi phỏng vấn, Tai Yusen, sau khi tôi trình bày các công việc mình đã từng làm, kiểm tra kỹ năng thì tỏ ra khá hài lòng. Tuy nhiên, cú chốt để quyết định có nhận tôi vào làm việc hay không lại nằm ở câu hỏi sau cùng. Lúc đó, Kai Yusen hỏi: "Bạn mong muốn mức lương bao nhiêu nếu như bạn được tuyển vào công ty chúng tôi?" Tôi trả lời không cần suy nghĩ: "Tôi không quan trọng mức lương mà công ty các ông sẽ trả cho tôi. Tôi chỉ muốn có một môi trường để tôi được khẳng định mình. Các ông có thể sẽ căn cứ vào năng lực làm việc của tôi sau khi vào công ty làm việc để đưa ra mức lương phù hợp." Tai Yusen có vẻ rất hài lòng và một chút ngạc nhiên. Ông gật đầu và hỏi tiếp:
Bạn thực sự không muốn đưa ra con số cụ thể sao? Tôi trả lời, đúng thế thưa ông. Tôi tin công ty của ông sẽ biết trọng dụng những người tài và có chế độ đãi ngộ xứng đáng. Vấn đề của tôi chỉ là chứng minh cho các ông thấy tôi xứng đáng. Tai Yu Sen gật đầu tỏ vẻ hài lòng và hỏi tiếp, khi nào bạn có thể bắt đầu vào làm việc? Tôi trả lời, ngay bây giờ. Và thế là tôi bắt tay vào làm việc ngay sau buổi phỏng vấn ấy. Dù đã trải qua nhiều công việc làm thêm khác nhau, dù đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên từ chính bàn tay mình làm ra từ những ngày còn thơ bé, nhưng việc trở thành một nhân viên thực sự là một điều tuyệt vời hơn hết. Tháng đầu tiên tôi nhận được khoản tiền lương là 1,6 triệu. Đó là một khoản tiền không hề nhỏ trong giai đoạn ấy. Tôi thực sự háo hức với vị trí mới, với công việc mới. Tôi lên mạng tìm hiểu tất cả những vấn đề có liên quan đến công việc của mình, sẵn sàng thử thách và những nhiệm vụ khác nhau. Tôi lao xả vào mọi công việc của công ty. Bất cứ ai cần nhờ vả công việc gì là tôi cũng luôn sẵn sàng gánh vác. Thậm chí còn là người ở lại đến tận khuya để tìm hiểu những vấn đề mà mình chưa hiểu. Tôi chủ trương cứ làm việc thật lan xả. Khi chủ giao cho bạn nhiều công việc thì đó cũng là lúc bạn có cơ hội được cọ sát và khả năng thành công trong cuộc sống sẽ càng cao. Tay Du Sen thường xuyên quan sát và tỏ ra khá hài lòng về khả năng làm việc của tôi, nhưng ông vẫn giữ vẻ nghiêm khắc và không mấy khi khen ngợi. Cho đến một hôm, khi Tay Du Sen bắt gặp tôi làm việc say sưa trên máy tính vào lúc 11 giờ đêm, ông mới mở lời, sao mày chưa về? Tôi đang tìm hiểu thêm một số vấn đề liên quan đến việc nhập khẩu gỗ và một số vấn đề liên quan. Mày không thấy mệt sao? Không, tôi có thói quen là đi đến tận cùng của vấn đề. Sau khi tìm hiểu xong thì tôi mới yên tâm trở về nhà và ngủ. Nếu chưa thỏa mãn thì tôi ngủ cũng không ngon. Mày khá lắm, mày làm việc không biết mệt, tao thật sự thích cách làm việc của mày. Tay Yu Sen khen tôi không chỉ một lần mà nhiều lần sau đó. Thỉnh thoảng ông nói về tôi trong các cuộc họp như một tấm gương về lao động, làm cho tôi thấy mắt lòng mắt dạ. Không chỉ nhận được sự tin tưởng từ giám đốc, tôi còn nhận được sự tin tưởng từ phía khách hàng. Những đơn hàng từ các nhà hàng luôn cần đến sự nhanh chóng, chính xác và uy tín. Tôi đáp ứng gần như là tất cả những yêu cầu từ khách. Có những lúc nửa đêm đang lơ mơ ngủ, nghe khách gọi yêu cầu báo giá, yêu cầu xuất đơn hàng, tôi cũng lò mò ngồi dậy làm. Chỉ một thời gian ngắn sau, tôi đã có được một đội ngũ khách hàng luôn tin tưởng và sẵn sàng hợp tác với công ty khi có những vấn đề liên quan mà không hề lăn tăn quan tâm đến việc lựa chọn một đối thủ nào đó khác. 6 tháng sau, tôi lên chức trưởng phòng. Mọi người trong cơ quan bắt đầu mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi khi hay tin bổ nhiệm một thằng bé mới ra trường 22 tuổi đầu đã là lãnh đạo. Xong, không ai dám coi thường bởi vì về tuổi đời, có thể tôi còn rất trẻ, nhưng về kỹ năng và kiến thức trong lĩnh vực này, tôi đã nắm được một cách khá trơn tru. Mọi vấn đề dưới tay tôi được giải quyết một cách chu đáo và tận tình. Sau này, khi đứng trên cương vị là một người thầy để dạy cho các bạn trẻ khởi nghiệp, tôi vẫn thường nói rằng các bạn phải lăn xả nhiều vào, làm hết mình, cống hiến hết mình. Đừng quá tính toán, các bạn sẽ nhận được những đình đáp xứng đáng, không đến từ điều này thì cũng đến từ điều khác. Nếu không là sự cân nhắc từ phía giám đốc, người lãnh đạo thì cũng trao dồi thêm kiến thức cho các bạn. Tôi cũng được sếp yêu ái cho mức lương tương đối cao, đủ đảm bảo cho cuộc sống của riêng mình. Tuy nhiên áp lực từ ba đứa em đang ở Sài Gòn cùng với nhận thức phải sớm có đất đai, nhà cửa, khiến tôi nhận ra rằng lương dù cao cũng không thể làm giàu từ nó được. Một ý tưởng táo bạo nhen nhóm trong đầu tôi, dù thời điểm đó tôi chưa nhận ra mình cần phải làm gì và làm như thế nào để có thể giàu nhanh chóng. Tôi chỉ mơ hồ nhận ra rằng có điều gì đó không ổn trong cách vận hành cuộc sống và công việc của tôi. Cùng thời gian đó, tôi có nhiều công việc liên quan đến gỗ. Tôi phải xuống các cơ sở để lấy gỗ, tìm hiểu về các nguồn nguyên liệu. Trong những lần như thế, tôi có cơ hội được tiếp xúc với nhiều ông chủ xưởng gỗ. Đa phần, họ đều không được học hành tới nơi tới chốn, nhưng lại rất giàu có. Điều này gợi lên trong tôi nhiều suy nghĩ, xong vẫn chưa thực sự rõ ràng. Mãi cho đến khi có dịp trò chuyện với chú Tăng xưởng gỗ Bà Lùa ở gần cảng Bà Lùa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, tôi mới dần phát hiện ra những điều vô cùng thú vị. Nó liên quan đến sự thay đổi của tôi trong những năm tháng về sau. Khi thấy tôi bước vào xưởng gỗ với bộ quần áo sơ mi trắng, đôi giày nâu, chú Tăng suýt xoa, mày qua bộ tướng tá cũng ngon lành hả? Tôi cười, chú thấy con đẹp trai hả chú?
Chú mày không chỉ đẹp trai mà còn giỏi giang nữa. Chú mày chắc là giàu có lắm đây. Không đâu chú ơi, lương cháu một tháng chỉ vài triệu thôi à. Chú Tăng lộ vẻ ngạc nhiên. Có vài triệu một tháng thôi hả? Sao ít thế? Chú thấy mày giỏi giang, cái gì cũng biết cơ mà. Cháu đi làm công ăn lương thì chỉ thế thôi chú. Tôi đáp, trong lòng bắt đầu thấy nghi ngại. Ừ thế à, học hành giỏi giang thế sau này thế nào cũng giàu con ạ. Mày thấy chú không, đâu có được học hành gì mà rồi cũng có của ăn của để. Đừng lo con ạ, cứ tích lũy kiến thức kinh nghiệm rồi sẽ giàu. Lời động viên rồi sẽ giàu của chú Tăng như một cái chìa khóa xuất hiện ngay trước mặt tôi. Vấn đề là sẽ ra vào đâu. Tôi bắt đầu ngồi nhẩm tính, với mức lương hiện tại của mình thì bao nhiêu lâu nữa sẽ mua được đất, được nhà, đến cuối đời sẽ được ở mức lương bao nhiêu, con số tăng trưởng lương sẽ theo từng năm như thế nào. Bài toán được giải ra lại càng khiến tôi thêm đau đầu. Theo cách tính của tôi thì có thể phải đến 10 năm nữa tôi mới mua được đất, nhà, và đến 60 tuổi mức lương của tôi cũng chỉ có thể gấp 10 lần mức lương của tôi hiện tại. Vậy khi đi làm công tôi có được cái gì? Sự ổn định. Nhưng đó là sự ổn định như thế nào? Là nghèo hoặc là trên nghèo một chút, có nghĩa là không dám ăn, không dám tiêu, phải dè dặt trong mọi sinh hoạt. Dần dà, khi đã bắt đầu quen biết hơn, tôi đem tâm sự với chú Tăng những điều suy nghĩ trên. Chú Tăng gật gù đồng ý với tôi rằng nếu làm công thì rất lâu mới có thể giàu. Chú cũng từng làm công mà vươn ra làm chủ, khi làm chủ rồi thì mới thấy ngày xưa mình bị chủ bóc lột như thế nào. Chú Tăng kể cho tôi nghe về gia cảnh chú nghèo khó, không được học hành tới nơi tới chốn, đành phải bươn bả tự kiếm tiền. Đầu tiên chú theo ông cậu học nghề mộc, đi làm công cho chủ, làm được một thời gian thấy vất vả mà lại nghèo, chú quay về quê tận dụng nguồn nguyên liệu gỗ ở quê, chú chế tác những sản phẩm nhỏ rồi đem bán. Có tiền từ những sản phẩm nhỏ đó, chú lại bắt đầu chế tác các sản phẩm to hơn, rồi chú xin mở một xưởng gỗ nhờ trong nhà ba mẹ. Sau đó có tiền thì ra ngoài, rồi cứ thế mở rộng ra. Đến bây giờ thì chú làm không làm thợ nữa mà chủ yếu là kiếm đơn hàng giao cho thợ gia công. Chú cũng đã mở được một hệ thống mấy cửa hàng gỗ rất có tiếng tăm trong khu vực. Nghe chú Tăng tâm sự, tôi tiếp tục suy nghĩ và hệ thống lại những người thành công mà mình đã từng gặp. Những ông chủ không xuất thân từ các trường đại học, cũng không làm đúng chuyên môn của mình. Bắt đầu từ đây có những mâu thuẫn xảy ra bên trong tôi. Tôi tự đặt câu hỏi với chính mình, và chính những câu hỏi đó làm tôi mất ngủ. Khi cố đi tìm lời giải, tôi tự nghĩ tại sao những ông chủ xưởng gỗ như chú Tăng không có trình độ, không học hành gì nhưng họ vẫn giàu. Có thể chú Tăng sẽ mất một khoảng thời gian ban đầu để ổn định công việc, nhưng sau đó tiền bạc sẽ về rất nhiều. Còn tôi đường đường là nhân viên một công ty nước ngoài tốt nghiệp đại học, ai nhìn vào cũng thấy oai phong mà tiền bạc vẫn không thể nào ổn định. Sau nhiều đêm mất ngủ, tôi cũng nhìn nhận được vấn đề, đó là sự khác nhau trong cách vận hành của từng người. Những người như chú Tăng đã còn chọn cách ra đời và làm chủ, họ thuê những người khác về và làm việc cho họ. Còn tôi học hành ra trường nhưng lại chọn cách đi làm công và nhận những món tiền nhỏ hàng tháng. Đó là sự khác nhau, sự khác nhau khiến họ giàu, còn tôi vẫn nghèo. Tôi dần dần quan sát thấy rõ rằng hai nhóm người trong xã hội, nhóm làm công ăn lương, nhóm còn lại là những ông bà làm chủ. Nhóm người làm công trong xã hội thì rất nhiều, còn nhóm người làm chủ thực sự là thiểu số. Bỏ chức lớn để làm ông chủ, gần như là tức khắc, tôi nhanh chóng đưa ra quyết định từ chức nghỉ việc ngay sau khi ngộ ra được điều tâm sự ở trên. Từ việc Vinhorn Enterprise Việt Nam khi đang ở vị trí trưởng phòng, khi mới trải qua một năm làm việc, khi đang giành được nhiều sự ưu ái nhất từ sếp và khách hàng. Quả thật, đó là một quyết định không hề dễ dàng với một người trẻ. Khi tôi trình bày vấn đề muốn nghỉ việc ở công ty, Tai Du Sen còn tròn mắt ngạc nhiên. Tại sao? Tao đối xử với mày có chỗ nào chưa tốt với mày hay sao mà mày đòi nghỉ việc? Tôi trả lời, vấn đề không phải là nằm ở phía ông và công ty, mà vấn đề là tôi muốn tự ra ngoài khởi nghiệp. Tao không tin, nếu mày muốn tao sẽ tăng lương cho mày, mày định chuyển qua công ty nào khác hay sao? Không phải, tôi không nói dối đâu. Tôi thật sự muốn tự kinh doanh riêng, tôi muốn làm chủ chính cuộc sống của mình. Như thế nào, tại sao mày lại có ý nghĩ đó? Tôi nhận ra một điều rằng nếu tôi đang làm công cho công ty ông hay bất kỳ một công ty nào khác thì cuộc sống của tôi cũng chỉ ở mức bình bình.
Nếu tôi ra kinh doanh, tôi sẽ có cơ hội giàu có và làm chủ được cuộc sống của mình. Thấy không thể thuyết phục được tôi bằng việc tăng lương, Cai Yusen chuyển hướng. Tao nghĩ mày nên ở lại công ty một thời gian để có thêm kinh nghiệm và kỹ năng, rồi hãy từng nghĩ đến chuyện kinh doanh hay khởi nghiệp gì đó. Tôi đáp, tôi rất cảm kích trước tâm lòng của ông dành cho tôi. Tuy nhiên, tôi nhận thấy ngay cả chính ông cũng có thể làm ông chủ trên đất nước tôi, thì tại sao tôi lại không tự làm chủ được trên đất nước mình? Vấn đề kinh doanh theo tôi không cần phải có quá nhiều kinh nghiệm. Kinh nghiệm tôi có được trong khoảng thời gian này, xét cho cùng cũng chỉ là kinh nghiệm làm công mà thôi. Có thể khi tôi ra ngoài làm chủ, tôi sẽ có những khó khăn, những thất bại, nhưng đó là bài học. Xét cho cùng, đó cũng là cách để có thêm kinh nghiệm. Đến đây thì ông giám đốc gật đầu, đứng dậy và vỗ vai tôi. Mày rất khác kia à? Mày khác hẳn những người trẻ khác mà tao từng gặp trên đất nước mày. Rồi mày sẽ làm được, có gì khó khăn hãy tìm đến tao nhé. Tôi cảm ơn ông rồi về phòng làm việc, chuẩn bị bàn giao công việc cho nhân sự mới. Mọi người trong công ty khi biết được tôi xin nghỉ việc thì xúm lại hỏi han, ai cũng bảo tôi ở lại. Nhiều người lớn tuổi hơn gọi tôi ra một góc nhỏ rồi hết lời khuyên ngang, khuyên can. Nhiều người còn đưa ra bài học khởi nghiệp thất bại của họ và khuyên tôi ở lại. Tôi lắng nghe, hứa sẽ suy nghĩ. Xong tôi đã quyết. Tôi gửi một loạt email chào tạm biệt cho các đối tác đã từng làm việc với tôi trước đây. Thật bất ngờ, trong hơn 2 email gửi đi, tôi nhận lại được 18 email hỏi han và động viên ở lại làm việc. Điều làm tôi cảm động hơn là có cả những đối tác nước ngoài kiên quyết truy đến cùng nguyên nhân tôi nghỉ việc tại Vinhorn Enterprise Việt Nam. Họ đồng thời đề ra một số phương án để tôi tiếp tục gắn bó với công ty này. Theo cách lý giải của họ, nếu tôi ở lại làm việc, họ sẽ yên tâm hơn về những đơn đặt hàng ở Vinhorn Enterprise Việt Nam. Thậm chí có khách hàng Nhật còn gọi điện trực tiếp cho tôi và đưa ra yêu cầu nếu Vinhorn Enterprise Việt Nam trả lương thấp, ông sẵn sàng trả thêm lương cho tôi hoặc chia hoa hồng cho tôi theo từng vụ việc. Nếu tôi ở lại, tôi tiếp nhận thiện chí của ông và trả lời với ông rằng vì tôi muốn nghỉ việc không phải là vì chê mức lương thấp mà chỉ muốn ra ngoài để khởi nghiệp kinh doanh riêng. Lúc nghe tôi nói thế, Hiroko sửng sốt và nói lại những câu y chang từ giám đốc. Ta không tin, người Việt bọn mày không có suy nghĩ như vậy được. Mày tìm được công ty nào đó tốt hơn đúng không? Tôi đáp, mày nói thế là tao tự ái đó. Tao kiếm cách để ra ngoài làm chủ thật mà. Tại sao bọn Nhật mày nhiều đứa còn trẻ làm được điều đó, còn bọn tao thì lại không làm được? Hiroko vội vàng đáp lại, xin lỗi mày, tao không có ý xúc phạm gì mày và người Việt. Chỉ là mày làm tao bất ngờ quá, thông cảm cho tao. Tôi an ủi, không sao đâu, tao hiểu vì sao mày bất ngờ. Hãy hứa với tao là mày sẽ vẫn hỗ trợ tao trong công việc hoặc những đơn hàng từ Vinhorn Enterprise Việt Nam với tư cách là cộng tác nhé. Rất khó để kiếm được đứa như mày. Tôi đáp, ok mày, tao hứa. Dẫu sao thì đó cũng là những câu nói cản trở bước chân khởi nghiệp của tôi một cách rất dễ thương. Do bạn học cùng quê với tôi mới là những cản trở viên khủng khiếp. Khi tôi nói nghỉ việc, ai cũng giật mình, những người bạn liên tiếp đặt ra những nghi vấn. Có người quen giới thiệu chỗ ngon hơn à? Có nhiều tiền rồi đó hả? Có quen ông nào có thân thế hả? Có ai tài trợ không? Khi tôi nói hụt tẹt ra thì cả bọn ngẩn tò te. Và từ đó bắt đầu một loạt những lời khuyên chân thành từ phía các bạn ném xuống đầu tôi. Vương nói, mày có khùng không? Tao biết mày là đứa có trí, có hồi bảo, nhưng cái mày làm là ảo vọng, là viễn vông, mày hiểu không? Vũ Linh chen vào, mày nghĩ lại đi, mày đang có những cái gì? Một công việc tốt, chức trưởng phòng khi mới 22 tuổi, được phép ưu ái, mày chỉ cần làm vài năm nữa thôi là sẽ được lên chức. Tương lai của mày đang rất sáng lạn. Tôi cãi, nếu tao ra kinh doanh, khả năng giàu có của tao sẽ rất nhanh. Khi đi làm công, lương đến bao, lương biết đến khi nào mới có đất, có nhà. Bảo nhảy vào cắt ngang lời, sao mày không tính tới nước thất bại? Nếu thất bại mày sẽ mất tất cả, kể cả công việc của mày đang có ngày hôm nay. Mức lương mày đang hưởng là niềm mơ ước của nhiều đứa, ấy. Làm ở đây mày có thể được lên chức, được ổn định và có tương lai. Ra kinh doanh mày sẽ chết không có đường ngót đâu vậy. Tôi vẫn kiên quyết, tao thấy có mất gì nhiều đâu, cùng lắm là xin đi làm công lại. Vì chứ mức lương đó thì thế nào cũng kiếm lại được mà. Dù sao tao cũng đã quyết rồi, bọn mày đừng nói gì với người thân của tao ngồi quê nhé. Đợi lúc nào phù hợp tao sẽ nói.
thấy không khuyên năng được, tôi đã mặn tôi bắt đầu thở dài và nói: thế mày định kinh doanh cái gì, khởi nghiệp cái gì? Tao định đi bán nước mắm Cam Ranh, tôi quả quyết. Cả 10 con mắt đổ dùng vào tôi rồi đồng thanh nói: mày khùng à. Vũ Linh tiếp lời: mà học hành chính chu đâu vào đấy, rồi bây giờ lại đi làm thằng má nước mắm giống mấy ông mấy bà ngoài quê hả? Tôi cãi: ai nói mày là giống ngoài quê, tao muốn chọn một loại hình để khởi nghiệp mà nước mắm thì rất gần gũi với bọn mình. Vương giả vờ làm động tác chắp hai tay vái rồi nói: thôi con lạy cụ, cụ đúng là rất giỏi, nhưng con đường này của cụ đi không khả quan đâu, bọn mình còn quá trẻ và chưa có kinh nghiệm. Hòa tiếp lời: tao đề nghị mày nghiêm túc suy nghĩ lại về quyết định này, nếu không mày sẽ hối hận. Tôi im lặng, biết không thể nào giải thích được cho những đứa bạn của mình hiểu những điều như mình đang nghĩ. Dù tôi rất trân trọng những lời khuyên của các bạn, tôi biết sự chân tình của các bạn, nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ điều mà mình đã vạch sẵn ra từ trước. Tôi biết sự dấn thân sẽ đem lại kết quả, dù tốt hay xấu thì điều đó cũng khẳng định là ta có làm, còn hơn ngồi một chỗ và chờ đợi. Đến bao giờ mới là thời điểm thích hợp để khởi nghiệp? Đến bao giờ thì mới gọi là đủ kinh nghiệm? Để làm công 10 năm, điều đó có phải là kinh nghiệm thích hợp cho việc tình tử? Từ những lý do đó, tôi kiên quyết không cho phép mình bỏ cuộc, tôi tiếp tục hành động, làm con buôn nước mắm. Tôi không quá bất ngờ trước những lời khuyên bảo, lời chửi thằng khùng khi chọn đi trên con đường này. May mắn là tôi có được niềm tin và sự kiên định để không bị lùi bước trước những khó khăn. Tất nhiên, tôi giấu tiệt trước ba mẹ và mọi người ở quê việc mình khởi nghiệp bán nước mắm. Tôi chỉ nói là nhận hàng để đi bán thêm. Đợt hàng đầu tiên tôi về quê tự tìm hiểu rồi đặt hàng. Sau đó mẹ tôi hoặc người nhà ngoài quê sẽ gửi hàng vào cho tôi. Ròng rã một thời gian dài nhưng người nhà cũng không ai phát hiện. Tôi nhận từng thùng nước mắm nhỏ chở theo xe từ Cam Ranh vào đến Sài Gòn. Giá mỗi thùng nước mắm 6 chai ngày đó tôi bán là 50.000 đồng. Sau khi trừ đi mọi chi phí, tôi lãi được khoảng 5.000 đồng trên một thùng. Đúng thế, tôi chọn cách khởi nghiệp từ những tờ 5.000 đầu tiên. Khó khăn ban đầu đến từ nhiều phía, nhưng khó khăn lớn nhất vẫn đến từ phía khách hàng. Tôi từ một thằng áo quần bóng loáng, giày tóc tương tương, bước vào công ty không phải tất cả mọi người đều cúi chào, nhưng cũng là những ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Nay bước ra đời làm trong tiếp thị, mà ngày tiếp thị giai đoạn này được nhìn nhận với cặp mắt không ấy thiện cảm. Tôi tha những chai nước mắm đi đến mọi ngõ ngách trên đường phố để rao bán. Những người mua hàng họ không hề biết tôi là một thằng trưởng phòng từng làm việc ở một công ty nước ngoài, mà chỉ nhìn tôi như một thằng bán hàng, thằng tiếp thị ấp ơ nào đó xa cơ lỡ vặn phải mưu sinh bằng người này. Đầu tiên là những bà chủ tạp hóa, chỉ cần tôi gạt chân chống xe máy xuống thôi là đã thấy những cái hô hô tay từ phía các bà. Chỉ cần thấy tôi xuất hiện ở ngay ngoài cửa thôi là các bà đã lắc đầu ngoài ngoài. Kế đến là nhà dân, chỉ cần nghe tôi nói vài câu là đã trả lời ngay không thích, không có nhu cầu, quen dùng nước mắm nơi khác rồi. Kế đó là những cánh cửa đóng sầm để ngăn bước kẻ tiếp thị. Nếu không vì niềm tin và sự quyết tâm của mình, tôi chắc chắn là bỏ cuộc từ những gáo nước lạnh này. Bạn bè tôi từng nói, nếu đã ra kinh doanh thì chọn mặt hàng nào đó ngon ăn một chút, sang chảnh một chút như mở quán ăn, nhà hàng rồi làm chủ, sẽ sướng hơn, nhà hơn và có địa vị hơn. Sao lại nhọc nhằn đi chọn cái nghề bán nước mắm vừa bình dân vừa hạ đẳng như thế? Lúc đó tôi lại có suy nghĩ khác. Tôi chọn nước mắm vì nó thân thương với tôi, hình ảnh mẹ tôi và những bà hàng xóm lấy cá ngoài cảng rồi về cho vào hũ muối thành nước mắm, đã hàng đóng ký ức tuổi thơ tôi. Tôi trân trọng nó và muốn cho mọi người cùng biết tới nó. Đặc biệt là khi đó nước mắm Cam Ranh chưa hề phổ biến ở phía Nam. Hầu như toàn bộ dân Sài Gòn chỉ sử dụng nước mắm từ Trung Quốc. Người khác đứng ở góc độ khác để nhìn có thể cho rằng đưa nước mắm Cam Ranh vào một thị trường chưa có ai dùng là đang tự sát vì khách hàng không có nhu cầu. Nhưng tôi lại nhận ra đó là thị trường tiềm năng. Khi chưa có ai sử dụng nước mắm Cam Ranh, tôi tấn công vào thị trường này chắc chắn sẽ có được lợi nhuận cao nếu khai thác được. Xong, đó thật sự là một khó khăn không hề nhỏ. Để thay đổi vị giác của người khác dường như là điều không thể. Giống như người miền Nam ăn chút gì cũng phải thêm đường, người miền Bắc, miền Trung thì lại chịu bột ngọt.
bắt người miền Trung nêm thêm đường vào đồ ăn họ sẽ rất khó chịu. Ngược lại bắt người miền Nam ăn nhiều bột ngọt họ cũng sẽ rất khó chịu. Nhưng tôi vẫn có niềm tin rằng chắc chắn là nước mắm Cam Ranh của mình sẽ được nhiều người lựa chọn khi họ đã dùng thử. Vấn đề còn lại là làm sao bán được cho họ, làm sao để họ chịu dùng thử, rồi mới tiến đến dùng thật. Chiến lược làm sao để thay đổi được cái lưỡi của người sử dụng đã quen với vị ngọt ngọt của nước mắm Trung Quốc thật không hề dễ dàng. Ròng rã hơn một tuần trôi qua tôi chưa bán được một can nước mắm nào. Ngày lại ngày, tôi xách những chai nước mắm đi tới nhiều con hẻm và gõ cửa xin vật trình bày một chút về nước mắm Cam Ranh của tôi. Ngày ngày tôi lại được nghe những câu nói nước mắm Cam Ranh của mày dở lắm, nước mắm Trung Quốc mới ngon. Ngày ngày tôi lại quắt miệng nó lại, nước mắm Cam Ranh của cháu ngon lắm, cô chú ăn thử đi là sẽ thích. Ngày ngày tôi lại nhận được những cái xua tay lắc đầu. Rồi đến khi bực bội lên, tôi xông vào cãi lộn với khách hàng. Đến nỗi con đường mà hôm trước mình cãi lộn thì hôm sau không dám đi lại nữa. Sợ họ phát hiện ra rồi nhìn theo với ánh mắt khó chịu. Đến bây giờ, tôi vẫn ấn tượng với một lần cãi vã với khách hàng. Cũng có lẽ từ lần cãi vã đó mà tôi rút ra được bài học lớn cho vấn đề kinh doanh khởi nghiệp của mình. Hôm đó trời đã gần chiều, từ sáng đến giờ mà chưa bán được can nước mắm nào. Đến lúc gõ cửa một ngôi nhà nọ, chủ nhà là nữ. Khi chủ nhà mở cửa, tôi vừa mới giới thiệu qua loa được vài câu đã bị khách hàng phủ đầu bằng việc xua tay và nói: "Thôi không mua, nước mắm Cam Ranh có gì ngon mà mua." Thẳng bực bội trong người, tôi quay lại và đốt liền: "Cô nói cho cô nghe nha, cô không mua thì thôi, chứ chưa gì đã chê nước mắm của con dở là sao, cô đã ăn chưa mà biết dở." Khách hàng nghe vậy cũng nổi xung lên: "Cậu đi bán hàng mà thế à? Tôi thấy dở thì tôi nói dở, không ăn cũng biết dở, nhà tôi chỉ dùng nước mắm Trung Quốc thôi." Tôi bực bội bước đi, miệng còn lầm bầm: "Không biết thưởng thức mà còn chi dở, chưa ăn mà biết dở." Khách hàng nghe thế cũng rất bực mình, chửi với theo: "Cậu đi bán hàng thế thì còn lâu mới bán được hàng, gặp cậu coi như gặp xứ quẩy." Quả thật, bà khách hàng nói đúng, dù cố gắng thế nào, đi nhiều nơi thế nào tôi cũng không thể bán được hàng. Thêm một tuần nữa trôi qua, các bạn cùng quê sau những ngày thấy tôi phờ phạc ngoài đường về mà không bán được can nước mắm nào thì lại bắt đầu lên tiếng: "Nếu bây giờ mày quay trở lại đi làm công ty cũ có lẽ vẫn chưa muộn." Mà nói, Vũ Linh tiếp lời: "Tao thấy mày vất vả quá, chứ không muốn mày cứ muốn lao đầu vào con đường khổ cực vậy." Tôi lắc đầu: "Tao nhìn thấy được tiềm năng của nó, chẳng qua là tao làm chưa đúng cách thôi." Thấy tôi vẫn còn ngoan cố, đám bạn không thèm đứng xỉa tới nữa, tụi nó bỏ ra ngoài đi chơi hết, chỉ còn tôi nằm lại một mình trong căn phòng trọ. Tôi bắt đầu vắt tay lên trán suy nghĩ, vẫn trong tôi là những câu nói: "Nước mắm Cam Ranh mày dở, nước mắm Phú Quốc mới ngon." Tôi bắt đầu mơ hồ nhận ra, rồi tự hỏi: những người nói nước mắm Cam Ranh của mình dở, họ đã ăn nước mắm của mình chưa nhỉ? Chắc là chưa rồi, vì hồi giờ chưa mấy ai bán, chưa ăn sao họ biết dở? Như bà khách hàng hôm trước, chưa ăn mà cũng nói là dở. Tại sao họ nói là dở mà mình ăn vẫn ngon? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi nhận ra rằng tôi đã sai ở một khâu nào đó. Vì tôi đi bán thì ít mà đi tranh cãi với khách hàng thì nhiều, và càng tranh cãi thì lại càng không bán được hàng. Mất vài đêm suy nghĩ về điều đó, tôi phát hiện ra rằng hóa ra mình cũng chê nước mắm Phú Quốc trong khi chưa thật sự nếm nước mắm Phú Quốc. Vậy tại sao mình chê nó nhỉ? Có phải là do cảm quan, do họ tin vào điều họ nghĩ? Cái sai của mình là ở đâu? Cái sai có phải xuất phát từ việc người ta chưa tin mình, không cảm tình với mình nên không muốn dùng thử cái mà mình đang bán? Làm cách nào để tạo nên được niềm tin với khách? Làm cách nào để khách thấy dễ chịu? Đúng vậy, trước hết mình phải đứng vào vị trí của khách hàng. Nếu mình đứng vào vị trí của khách hàng, mình sẽ muốn gì nhỉ? Mình sẽ muốn người ta lắng nghe mình nói, muốn người ta cho rằng điều mình nói là đúng. Mình sẽ dễ mua hàng với một đứa mình cảm tình hơn là một đứa mình khó chịu. Có phải chăng chìa khóa bán hàng của mình nằm ở đây? Cũng ngay đêm hôm ấy, tôi nhớ lại bài học từ được đi thực tập, giúp tôi chinh phục được chủ cửa hàng khóa Anh Huy trên đường Bạch Đằng. Học kỳ năm thứ tư đại học, tôi xin vào thực tập tại một công ty chuyên phân phối các loại ổ khóa. Sau khi vào công ty, tôi được phân công công việc làm nhân viên bán ổ khóa. Thật khổ sở cho tôi khi đó, vừa lắp cắp cái xe đạp,
vừa chắc chồng một ống ổ khóa trước cái vỏ xe. Mỗi khi muốn vào một cửa hàng nào đó để tiếp thị là lại gạt chân trống xuống. Khệ nệ cầm một dây ổ khóa đi vào, nhưng tới đâu tôi cũng nhận được những cái xua tay của chủ cửa hàng. Ngay khi vừa mới dựng chân trống xe, tính sĩ diện của tuổi trẻ khiến tôi ngay tức khắc lên xe và đạp đi thẳng. Mãi mà tôi chẳng bán được cái ổ khóa nào, tôi thấy một chút nản chí nhưng không thể bỏ cuộc. Kết quả thực tập của tôi sẽ rất tệ, thế là tôi quyết tâm phải làm khác đi. Hôm sau tôi lại vào đúng tiệm khóa hôm trước, thấy tôi và chủ nhiệm, bà chủ tiệm như thường lệ lại đưa tay làm dấu hiệu xua đi. Lần này tôi không đi mà vẫn cứ tiếp tục xông vào. Bà chủ tiệm lớn tiếng: "Ơ, đã bảo là đi rồi xong mà cứ vào thế." Tôi đáp: "Con cứ tưởng là cô ngoắt con vào, con thấy cô làm vầy vầy, con cứ tưởng là kêu con vào." Bà chủ tiệm thì cười: "Mày lém lỉnh thế, được rồi, thế có chuyện gì?" Tôi đáp: "Con đi bán ổ khóa này cô, mà trưa nắng quá, con thấy chuyện của cô đẹp và sang quá nên con ghé vào nhờ cô mua hộ con một ít." Bà chủ tiệm đáp: "Con thích thì khóa hả?" "Dạ không, con đi thực tập thôi ạ." "Khóa thực tập gần xong rồi mà con vẫn chưa bán được. Bữa nay người ta lấy có mối mang hết rồi, ai mà mua cho bọn con?" "Thôi đây cô xem rồi lấy cho một ít." Tôi mừng rơn. Hôm đó bà chủ tiệm lấy cho tôi được đâu khoảng 10 ổ khóa. Đó cũng là thành tích đáng nể của tôi so với mấy đứa bạn cùng thực tập. Bài học đó đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ và sẽ thấy phù hợp hơn với nếu áp dụng vào việc bán nước mắm. Không thể giữ một sự nặng nề khi tiếp cận khách hàng được. Thế là tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu về cách chế biến nước mắm Phú Quốc. Tôi nghiên cứu đủ mọi công thức làm sao để mình hiểu thật rõ, nắm thật kỹ về quy trình chế biến, quy trình làm ra sản phẩm. Tôi thậm chí còn mua nước mắm Phú Quốc về để ăn. Sau một vài bữa ăn thử, tôi nhận thấy nước mắm Phú Quốc cũng ngon. Nhưng cái ngon của nước mắm Phú Quốc không khác cái ngon của nước mắm Cam Ranh. Mỗi loại có một hương vị riêng. Thay đổi cách tiếp cận chìa khóa bán hàng. Sau khi nắm được chìa khóa của vấn đề, tôi lại lao ra đường với những chai nước mắm. Đã giải được bài toán về bí quyết, tôi thấy mình tự tin hơn hẳn những lần trước. Tôi lại bắt đầu đi gõ cửa từng nhà để bán nước mắm, nhưng với một tâm thế khác hẳn. Lần này, tiếp tôi là một ông trung niên khoảng 40 đến 45 tuổi. Gia đình ông kinh doanh mặt hàng đồ khô, nhìn thấy tôi bước vào, thấy bộ dạng tôi không giống những khách hàng bình thường. Ông chưa kịp bước vào chào. Tôi chưa kịp bước vào chào thì ông nheo mắt hỏi lớn: "Có gì không chú?" Tôi vẫn ung dung bước vào, vừa vào vừa cười: "Dạ, chào chú." Thấy vẻ tự tin của tôi, chú chủ nhà hơi ngạc nhiên: "Chú có việc gì không chú?" Tôi ngồi xuống cái ghế trước mặt và nói: "Chú, con đi tiếp thị nước mắm Cam Ranh của quê con tới những người dân trên này." Ông chủ nhà nheo mặt: "Nước mắm Cam Ranh nhà chú mày có gì ngon mà tiếp thị? Bọn tôi ở đây ăn nước mắm Phú Quốc quen rồi, mà nước mắm Phú Quốc thì mới ngon." Không phản ứng gì những lần trước, lần này tôi nhẹ nhàng đáp: "Dạ đúng rồi chú, cháu cũng đã từng ăn nước mắm Phú Quốc rồi. Nước mắm Phú Quốc có độ đạm rất cao, vị ngọt dịu dịu và thơm lừng mùi cá cơm. Nó được chưng cất trong các thùng gỗ đó chú." Thấy chú chủ nhà tròn mắt há hốc mồm lắng nghe, tôi nói tiếp: "Nước mắm nhĩ Phú Quốc hay còn gọi là nước mắm cốt mà một số nhà trong khu này hay dùng là loại hảo hạng của Phú Quốc đó chú. Nó trong sạch, vô trùng, thông qua quá trình ủ cá. Nước mắm nguyên chất Phú Quốc thì có màu cánh dáng đậm, trong và có mùi thơm đặc trưng do vị mặn của muối và vị và ngọt béo của chất đạm từ cá." Chú chủ nhà dường như không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình thêm nữa. Chú hỏi: "Lúc nãy chú mày bảo là đi bán nước mắm Cam Ranh hay cái gì đó phải không nhỉ? Không phải bán nước mắm Phú Quốc đúng không?" "Dạ đúng chú ạ." À, tôi trả lời. "Ơ, thế sao khen nước mắm Phú Quốc thế? Biết nước mắm Phú Quốc ngon thế sao chú mày không đi bán nước mắm Phú Quốc?" Tôi đáp: "Nước mắm Phú Quốc ngon thì cháu khen ngon chứ sao nữa chú. Nhưng nước mắm Cam Ranh cũng có cái ngon riêng của nó chứ chú. Mỗi loại đều có cái ngon khác nhau." Chú chủ nhà chắc vắng: "Thế nước mắm Cam Ranh của chú mày ngon ở chỗ nào?" "Chú biết không, mỗi loại đều có một cái ngon riêng. Kỹ thuật làm nước mắm bề ngoài coi đơn giản, nhưng mỗi vùng một cách chế biến khác nhau với nhiều bí quyết tinh vi, lại do ảnh hưởng của loại cá, loại muối của từng vùng, nên có nhiều hương vị đặc biệt phong phú. Trước đây, cháu không phải làm nghề này đâu, nhưng ám ảnh bởi kỷ niệm về nước mắm ngày xưa mẹ cháu thường làm
làm muối cá trong những cái hạt bằng sành. Từ 4 đến 6 tháng mới ra được những cái mẻ nước mắm thơm ngon, nên cháu muốn chọn nó là con đường khởi nghiệp cho mình. Tôi nói đến đây thì chú chủ nhà chuyển từ thái độ hờ hững qua nhiệt tình. Thấy chú vẫn tiếp tục lắng nghe, tôi nói tiếp. Nước mắm cá cơm của Cam Ranh trong phát có mùi thơm đặc biệt hấp dẫn, có màu vàng rơm đến cánh gián, hương thơm, vị ngọt dịu đậm, độ đậm cao, càng để lâu càng thơm ngon và có màu u đen lạ. Nó thực sự rất khác với nước mắm Trung Quốc, nhưng không phải vì thế mà nó kém ngon đâu chú ạ. Chú biết không, nước mắm Cam Ranh của cháu còn được cả bọn người Anh, người Mỹ và cả bọn Nga sử dụng nữa đó. Bọn nó dùng còn khen ngon nữa, chứ sao mà lại không ngon được? Hả? Có vụ bọn Anh, Mỹ, Nga nó dùng nước mắm của mày hả? Tao nghe nói ở đó có cảng Cam Ranh, chứ không nghe là bọn đó nó dùng nước mắm của Cam Ranh đấy. Có vụ đó thật hả? Thật chứ chú. Bọn nó ở đó bao nhiêu năm nó không dùng nước mắm của cháu thì dùng cái gì? Chú chủ nhà bắt đầu gật gù, nghe chú mày nói cũng có vẻ được đấy. Rất chân tình, tao chưa ăn nước mắm Cam Ranh bao giờ, nhưng cũng sẽ thử. Nếu mà ngon thì sẽ mua tiếp cho chú mày. Rồi, đưa vào đây, có bao nhiêu tao mua hết. Tôi thích thú đưa những chai nước mắm vào bán cho chú. Thật đen đủi, hôm đó tôi chỉ đưa có 5 lít. Nếu biết thuận lợi thế này, tôi đã mang hẳn 10 lít. Rồi khỏi nhà, chú chủ nhà. Tôi đi như trong mơ, niềm hạnh phúc vì vừa bán được hàng, vừa tìm được bí quyết bán hàng, khiến tôi đầy động lực. Ngày sau ngày hôm đó, tôi liên tiếp bán được hàng cho những khách lẻ trong khu phố cũng với chiêu thức tiếp thị như thế. À, cả nhà cho em nghỉ xíu, em uống miếng nước nhé. Hello, hello. Hello, xin chào. Xin chào các bạn. Rất là cô. Ok. Rồi, xin chào. Mình đang livestream đọc sách, đang nghỉ dừng lại uống miếng nước. Rồi, ok. Rồi, mình tiếp tục rồi nha. Tối đó tôi lại một đêm mất ngủ, nhưng không phải ngồi suy nghĩ trăn trở, mà là ngồi đếm tiền, những đồng tiền từ khởi nghiệp đầu tiên. Nó mở ra cho tôi một niềm tin về một tương lai sáng sủa hơn đang chờ mình ở phía trước. Những ngày sau, rồi những tuần sau, tôi vẫn tiếp tục mơ tiếp cũ, và tối nào về tôi cũng hoan hỷ đếm tiền. Đám bạn trong phòng của tôi bắt đầu xì xầm, nhưng vẫn chưa mấy đứa ủng hộ. Chinh phục được những khách hàng bán lẻ rồi, tôi tiếp tục chuyển qua những khách hàng bán sỉ. Đó là những bài tập hóa từng liên tục phải tay đuổi đi khi tôi lại gặp. Trước đây tôi chọn khách bỏ đi, nhưng lần này tôi kiên quyết sẽ tư thủ khác. Đối tượng tôi chọn tiếp cận lần đầu tiên là bà Hoa. Lúc đó bà lại chủ một quầy tập hóa ở trên đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh. Như mọi bạn, khi tôi vừa lăm le bước vào thì bà đã xua tay. Tiếp thị cái gì hả? Ở đây không mua đâu. Tôi đáp, mặt mũi con đẹp trai vậy mà cô bảo là con là dân tiếp thị. Bà cười, mày mà đẹp trai cái gì? Tôi bắt đầu thấy phấn khích. Cô không thấy là con đẹp trai lòng lộng đây à? Gái đi theo con cả bầy. Thôi mày, nó thoát không à? Thế không tiếp thị thì là cái gì? Dạ, con là doanh nhân, con đi kinh doanh nước mắm. Bà Hoa được dịp cười ha hả? Kinh doanh nước mắm mà cũng gọi là kinh doanh doanh nhân to tát vậy con? Tôi đáp, con làm chủ doanh nghiệp thì là doanh nhân chứ sao cô? Khiếp, bán nước mắm mà cũng gọi là chủ doanh nghiệp nữa cơ à? Vậy thì cô là tổng giám đốc phải không? Đúng rồi, cô cũng là giám đốc, tại cô không thầm lập công ty đó thôi. Mà con thấy rõ ràng cô cũng có dáng dấp của một giám đốc đó chứ. Công nhận là con khéo miệng thật.
Cứ thế cuộc nói chuyện với tôi và cô Hoa kéo dài cả chục phút. Sau cùng cô cũng chịu mua cho tôi vài lít nước mắm và hứa rằng sẽ thuyết phục khách hàng dùng thử. Dần dà, cô Hoa trở thành khách hàng thân thiết và là nhà phân phối nước mắm lớn của tôi. Các quầy tạp hóa của cô Hoa mấy hiệu là quầy tạp hóa Bà Thu và Yến Chi. Thái độ của họ với dân tiếp thị thực sự rất khó chịu. Thật không dễ dàng gì để tiếp cận nếu xuất hiện với tư cách là thằng bán nước mắm. Tôi phải lên một kế hoạch tiếp cận khác. Tôi bỏ xe trong nhà một khách hàng gần đó rồi lăn la đi lại quán của các bà ở mua một thanh kẹo cao su. Sau đó ngập ngừng một chút rồi như muốn nói gì rồi lại không nói gì nữa. Vài ngày sau tôi lại xuất hiện với xe chở nước mắm, hỏi mua một cái khẩu trang rồi lại ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại cảm ơn và đi. Đến lần thứ ba tôi cũng xuất hiện với kiểu như vậy trên với kiểu như trên tại quầy tạp hóa của Bà Thu, rồi lại mua kẹo rồi lại ngập ngừng. Nhưng lần này Bà Thu không im lặng được nữa. Bà Thu hỏi tôi: hình như con không phải dân vùng này mà hình như con có điều gì muốn nói phải không? Dạ đúng rồi cô, con người ở Khánh Hòa. Con đi bỏ muối nước mắm Cam Ranh cho mấy dãy tạp hóa trong này. Cũng muốn hỏi cô xem có lấy giùm con được mấy miếng không mà ngại quá. À vậy hả, có gì mà ngại, con khác mấy nước tiếp thị khác quá. Người ta đi buôn bán là phải xông vào, xông pha vào con ạ. Cô đây cô xem. Cùng với quầy tạp hóa Bà Thu, ngày hôm đó tôi cũng chinh phục được quầy tạp hóa Yến Chi với chiêu thức đó. Từ đó tôi có thêm hai mối bỏ nước mắm Cam Ranh hết sức trung thành. Chia tay phòng trọ về nước mắm bốc mùi. Chẳng mấy chốc hệ thống bán sỉ nước mắm từ các quầy tạp hóa và hệ thống khách hàng bán lẻ của tôi đã tăng lên nhanh chóng. 6 tháng sau tôi đã bắt đầu tuyển nhân viên đầu tiên để có thể đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trên thị trường. Tôi cũng buộc phải di chuyển cơ sở xuống thủ đất để tiện cho việc phát triển kinh doanh. Trên thực tế tôi không tự nguyện di dời xuống dưới đó mà bị ép buộc. Lúc đó phòng trọ tôi có 12 người, tụi nó đều là những đứa đi làm công. Dù tiền lương không cao nhưng lúc nào cũng nhàn nhã bảnh bao. Thấy tôi tắc bật thì chửi tôi là thằng khùng. Rồi những can nước mắm tôi để trong nhà thường xuyên bốc mùi khiến lũ bạn càng có thêm cơ hội để chửi. Ban đầu chỉ là chửi nhưng vẫn cố gắng chấp nhận vì đứa nào cũng tốt lắm. Tuy nhiên sau khi tôi quyết định nhập những can nước mắm 20 lít rồi chiết ra vài chai nhỏ bán cho có nhiều loại, tôi liên tiếp bị phản đối. Không chỉ là phản đối suông và có sự cảm thông như trước, lần này bọn chúng ra luôn điều kiện: một là chỉ nước mắm, hai là chỉ nhà. Một buổi tối khi Kha vừa bước chân ra khỏi nhà tắm, nó bắt đầu xịt xịt cái mũi. Tao không biết là tao có nhầm không, hình như là tao đang tắm nước mắm chứ không phải xà phòng. Cả người tao giờ chỉ toàn nước mắm. Tôi nhìn nó cười, có đâu, tao ngửi thấy mùi xà bông lai bôi thơm lừng từ người mày đó. Mày đấy chứ. Dẹp đi mày, mày làm ơn di chuyển mấy can nước mắm ra khỏi phòng đi, tao chịu không nổi nữa rồi. Bạn gái tao nó cũng chê tao còn mùi nước mắm. Tăng phụ họa. Tao cũng thấy là không nhân nhượng với thằng Duy được nữa rồi. Nó biến cái phòng mình thành phòng ủ nước mắm. Đi đâu đụng cái gì cũng ngại là mình sẽ dính phải nước mắm. Mày thương tụi tao đi Duy ơi. Đại đang ngồi nghe nhạc cũng rút tai nghe ra tiếp lời. Tao cũng bị ám ảnh bởi mùi nước mắm lắm. Mày mau nghĩ cách gì đi, chứ cứ như vậy là bọn tao không chịu nổi nữa. Tôi ái ngại. Tao có nghe thấy mùi gì đâu vậy? Thương quách mắt. Mày suốt ngày bám riết lấy nó, ăn ngủ với nó thì làm sao mà nghe mùi được. Mày làm cả xóm trọ này chết khiếp. Chủ nhà cũng lên la mấy lần rồi. Mày khởi nghiệp sao không chọn cái mặt hàng gì tao sang xíu? Chọn gì cái mặt hàng này là khổ bọn tao. Cứ thế cả bọn xúm vào kêu la than phiền. Cầm lòng không đặng, tôi đành di chuyển cơ sở nước mắm của mình xuống thủ đất. Tôi mướn một phòng trọ rẻ, thuê một bạn công nhân vừa ở vừa giúp tôi chiết xuất nước mắm. Giai đoạn này tôi gặp hai khó khăn lớn. Khó khăn lớn thứ nhất là khi thị trường bắt đầu mở rộng, tôi không tìm đâu ra đủ chai để đóng ở các cơ sở sản xuất chai. Họ yêu cầu phải mua một lần cả ngàn chai, tôi thì không đủ chỗ để chứa. Khó khăn lớn thứ hai là tôi đã đi sai hướng khi chủ động đánh mạnh vào thị trường nước mắm rẻ, dẫn đến một giai đoạn bị thua lỗ. Để khắc phục khó khăn thứ nhất, tôi bắt đầu tìm mua chai cũ từ các tiệm tạp hóa.
sau đó xúc rửa sạch sẽ, rồi tìm chỗ in nhãn, đóng vào. Mua thêm các loại máy đóng nắp, bọc ni lông bên ngoài, rồi mua máy sấy tóc về tự khò ra thành phẩm. Ở khó khăn thứ hai, khi nhận thấy đánh mạnh vào thị trường nước mắm rẻ là sai lầm, vì nước mắm rẻ bên ngoài nhiều và thị trường cũng dễ làm giả. Rất nhanh chóng tôi đã kịp chuyển sang nước mắm hàng ngon. Làm được một thời gian, tôi lại bắt đầu tuyển thêm nhiều nhân viên. Trong đó có Huy, người Biên Hòa, làm việc với tôi khá tốt và nhiệt tình. Nhưng tôi lại gặp một sai lầm nghiêm trọng với Huy. Đó là việc cân nhắc Huy lên làm trưởng nhóm, phụ trách tất cả các bạn trong nhóm cùng bán hàng. Huy liên tiếp từ chối nhưng tôi cố ép. Sau cùng vì nể tôi nên cậu miễn cưỡng lên chức. Chỉ sau nửa tháng Huy làm quản lý nhóm, tôi thấy kết quả kinh doanh đi xuống một cách tồi tệ, quá áp lực. Huy nhiều lần gặp tôi xin nghỉ làm trưởng nhóm nhưng tôi vẫn cứ quyết động viên. Thậm chí Huy đe dọa là nếu không cho em nghỉ trưởng nhóm thì em nghỉ việc. Tôi vẫn cứ hy vọng là cậu ấy sẽ quen và làm tốt. Hiệu quả là chỉ sau một tháng, không chỉ giảm sút doanh số bán hàng, tôi bằng mắt luôn một theo dõi Huy bỏ việc. Từ bài học của Huy, tôi nhận ra một chân lý là đừng bao giờ đánh đổi một nhân viên tốt để lấy một người quản lý tồi. Tuy nhiên, sau sự cố này, tôi không mấy khó khăn trong việc khôi phục và kiểm soát tình hình. Công việc cứ thế tiến triển, khách hàng không còn là vấn đề lớn với tôi nữa. Và cũng chỉ 2 năm kinh doanh nước mắm, tôi đã thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Một thời gian sau đó, việc kinh doanh nước mắm phát triển mạnh mẽ. Cho đến khi tấn công vào ngành gỗ, tôi đã sở hữu trong tay số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Số tiền đó đủ để tôi mua nhà, giữ thêm một vài miếng đất. Khối tài sản nếu cứ cần mẫn làm công ăn lương vài chục năm, tôi cũng chưa chắc với tới. Xin chào các bạn. Thì cái khúc này mình có một cái câu rất là tâm đắc. Khi mà ra mình làm kinh doanh, mình bán hàng rồi á, thì mình sẽ có lúc là mình bán hàng được á, mình sẽ bắt đầu là mình tuyển sale. Mình tuyển sale thì khi mà mình tuyển sale và mình đào tạo được rồi mà họ ra họ làm tốt á, thì mình không phải là cứ người nào họ giỏi sale thì là họ sẽ là người quản lý giỏi, mà mình phải xem là những cái người đó có đủ cái gọi là cái đủ cái tố chất để mình làm người quản lý không, thì đương nhiên là mình sẽ cho họ thử. Nhưng mà nếu mà cảm thấy họ không hợp thì mình cũng không ép họ cố lên làm quản lý để làm gì. Ngoài ra thì khi mà họ làm sao tốt á, thì nếu mà họ không muốn làm quản lý thì tốt nhất là mình vẫn nên để họ cái vị trí sale. Và nhiều người họ chỉ thích làm sale mà họ không thích làm quản lý. Vì thế mà trong kinh doanh thì mình nên chú ý tới cái việc này để tránh mất một cái người nhân viên, một cái người sale giỏi. Sale, một người sale rất là quan trọng cho một cái công ty. Nếu mà mình đánh mất một cái người sale giỏi thì rất là lãng phí các bạn. Bây giờ tiếp tục để mình sẽ đọc tiếp. Nãy giờ đọc cũng chú ý, chào mọi người nha. Xin chào mọi người nha. Mọi người cứ theo dõi tiếp, mình sẽ đọc cho hết cái chương 1. Ngày hôm nay thì mình sẽ đọc hết cái chương 1 này. Một bài học về nhóm đinh, nhóm búa. Những ngày làm công, leo đến tận vị trí trưởng phòng, tiền lương khá khá so với mặt bằng lao động nói chung, nhưng sự an phận trong tôi đã bị phá vỡ khi gặp ông chủ sử một ít học và sở hữu khối lượng tài sản lớn. Những câu hỏi cứ xuất hiện trong tôi về việc nên ý tưởng làm chủ. Những năm về sau, khi chuyển sang một ngã rẽ khác là đào tạo khởi nghiệp cho các bạn trẻ beginning, tôi đã tìm cách để đưa những kinh nghiệm này vào lớp học. Cũng từ đây khái niệm nhóm đinh và nhóm búa ra đời. Thực chất cũng phải mất một thời gian khá dài tới mới ngộ ra được một hình tượng rất thú vị như thế. Những người làm chủ thuộc về nhóm búa, còn những người học đại học là được đào tạo để thành nhóm đinh. Đinh nhỏ thì bị búa nhỏ đóng, đinh to thì bị búa to đóng. Nhóm đinh ra lò hàng loạt mỗi năm từ các trường đại học. Vậy ở đâu đào tạo ra búa? Câu hỏi này tiếp tục lẩn vẩn trong đầu tôi suốt một thời gian dài. Tôi mới nhận lại sự khác biệt
Muốn làm búa thì phải tự kinh doanh, tự khởi nghiệp. Nhóm đinh là nhóm của những bạn đi làm công, còn nhóm búa là nhóm của những người đi làm chủ. Cách làm việc và tạo ra thu nhập của hai nhóm này hoàn toàn khác nhau. Tuy họ luôn phụ thuộc cộng sinh với nhau vô cùng mật thiết. Tại Việt Nam, ta có thể nhận thấy nguyên tắc 20-80, nghĩa là chỉ có 20 người làm chủ, còn là 80 người làm công. Nó cũng đồng nghĩa với việc chỉ khoảng 20% nước dân số nước ta đi xe hơi, còn 80% những người còn lại đi xe máy. Một câu hỏi được đặt ra nữa là tại sao ở Việt Nam nhóm đinh bao giờ cũng nhiều hơn nhóm búa? Tại sao các bạn trẻ việc chỉ chăm chăm đi xin việc chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện tự kinh doanh, tự khởi nghiệp, tự tạo lập công việc cho những người khác? Có lẽ cũng giống như tôi ngày xưa xuất thân trong một gia đình nghèo khó. Ước mơ của ba mẹ tôi chỉ là cho con ăn học thành người rồi xin vào những công ty lớn làm để kiếm tiền. Đó cũng chính là vì tư tưởng của các ông bố và mẹ. Họ còn quá nặng nề cơ chế xin và cho, và rao giảng cho con cái mình những điều đó. Vô tình nó trở thành tiềm thức ngấm vào máu những đứa trẻ Việt. Để rồi lớn lên, những đứa trẻ đó cũng chăm chăm học để đi xin việc. Ở Việt Nam, ta dễ dàng bắt gặp những lời khuyên, những lời dặn dò của các bậc trưởng thành rằng phải cố gắng học tập giỏi để sau này ra trường xin được một công việc tốt. Rất nhiều người Việt quan niệm rằng xin được một việc làm tốt sẽ ấm thân cả đời. Và họ cũng mặc nhiên cho rằng việc ra làm chủ chỉ dành cho những ai đó xuất chúng chứ không phải là những đứa con của họ. Dù chúng có giỏi cỡ nào thì cũng chỉ cần xin được một công việc tốt để yên ổn mà sống. Và thế là một thế hệ được đào tạo, được học hành, được lớn lên, tốt nghiệp trường đại học từ hôm trước thì hôm sau bước vào một cuộc chiến trường kỳ với chữ xin to tướng, chuẩn bị cho mình một sắp hồ sơ dày và cứ thế đi rải khắp các công ty lớn nhỏ. Sau khi xin được việc rồi là tiếp tục các công cụ khác như xin tăng lương, xin nghỉ phép, xin lên chức. Biết bao thế hệ cứ cuốn vào vòng luẩn quẩn này. Singapore rất gần với chúng ta về địa lý và đặc biệt nhân chủng. Nhưng họ khác xa ta trong cách đào tạo con người. Họ dạy con học hành thật tốt nhưng không phải là để đi làm thuê, mà để trở thành những ông chủ tạo việc làm cho người khác. Đó là lý do đất nước họ nhỏ, công dân ít nhưng lại thu hút được rất đông đảo những người nước khác sang đó làm việc. Ngay từ nhỏ, chúng ta đã sống trong một gia đình mà cả ba mẹ đều làm công. Hàng ngày liên tục nghe những lời dạy của ba mẹ là cố gắng học hành giỏi để xin vào các doanh nghiệp, công ty nước ngoài hoặc làm cho nhà nước hay là vào quân đội. Một điều đáng buồn là đến bây giờ xu hướng các ông bố và mẹ khi có con học lớp 12 xong thích cho con mình chọn các ngành như công an, quân đội, giáo dục để ấm thân ngày càng nhiều. Sống trong một gia đình có ba mẹ làm công kiếm sống thì bạn ba mẹ làm công kiếm sống thì bạn được dạy như vậy cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên khi lớn lên, chúng ta được phép lựa chọn để trở thành bất cứ ai mà mình thích. Một lần có bạn hỏi tôi, tại sao em thấy nhiều người học hành giỏi lắm nhưng ra đời họ vẫn không thành công về tài chính, thậm chí khó khăn vất vả với việc kiếm tiền nữa là khác. Mình trả lời là do họ thiếu va chạm và trải nghiệm nên không phân biệt được cách làm khác nhau để tạo ra những khoản thu nhập khác nhau. Họ chỉ được dạy là học ra trường để đi xin việc làm, và đó là cách duy nhất mà họ biết. Người thông minh là sẽ biết cách để không tự rối buộc mình. Bạn ấy hỏi tôi, vậy theo quan điểm của thầy, như thế nào là người thông minh? Tôi nói với bạn đó rằng, tôi nhớ đã một lần đọc trong quyển sách của ông Robert Kiyosaki, tác giả nói, thông minh là khả năng vượt trội để phân biệt mọi chuyện. Trong quyển sách đó, ông đã chia sẻ câu chuyện như sau. Ông bố, có gì khác nhau giữa đá bóng, golf và lướt ván không? Đứa con, dĩ nhiên là có ạ, sự khác nhau rất lớn giữa các môn thể thao này. Có sự khác nhau rất lớn giữa các môn thể thao này. Ông bố, tốt, những sự khác nhau này gọi là sự phân biệt. Cho nên con càng phân biệt, con càng kể ra nhiều sự khác biệt giữa sự vật thì con càng thông minh. Ở đây cũng thế, nếu bạn càng phân biệt rõ được đâu là sự khác nhau giữa người làm công và người làm chủ, thì bạn càng dễ tìm được lựa chọn cho mình. Và đó là lý do ở các lớp học khởi nghiệp, điều tôi làm đầu tiên là hình thành tư duy nhóm búa cho học viên. Tư duy nhóm búa là điều rất quan trọng để bạn bước tiếp những bước tiếp theo. Bạn chỉ thực sự bắt đầu kinh doanh khi bạn bước ra khỏi tư duy nhóm đinh. Cần cài đặt tư duy nhóm búa vào đầu thông qua việc học. Khi đã hình thành nên được tư duy này,
bạn mới dễ dàng tiếp nhận những kiến thức tiếp theo. Nếu không, mọi chỉ dẫn của tôi về sau đều trở nên mất rất mơ hồ với họ. Không khó để đưa cho các bạn thấy hình tượng rằng nhóm búa luôn đè nhóm đinh, dù nhóm đinh là người cực khổ, người trực tiếp làm ra sản phẩm phục vụ cho nhóm búa. Tuy nhiên là rất khó để các bạn chịu từ bỏ cái khổ của mình mà chấp nhận gia nhập vào nhóm có đẳng cấp cao hơn. Có lẽ là tâm lý an phận. Tại sao bạn lại không chịu từ bỏ nhóm đinh? Tại sao bạn lại không dám dấn thân vào nhóm búa? Hay nói một cách dễ hiểu hơn, tại sao bạn lại quá sợ thất bại? Vì rào cản gia đình hay vì chính bản thân bạn? Câu trả lời đơn giản nhất, bởi vì chính bản thân bạn. Thật sự là trước đây, tôi vẫn thường có thói quen đổ thừa tất cả mọi thất bại, mọi sai lầm cho hoàn cảnh. Ví dụ như tôi suy nghĩ rằng mình không giàu là do gia đình mình nghèo quá, mình không bằng nó là do điều kiện của nó tốt hơn mình. Sau này tôi nhận ra một sự thật rằng không có gì có thể cản bước chân thành công của bạn nếu bạn thực sự cố gắng. Và tôi, nếu những ngày ấu thơ tôi dừng chân dừng ước mơ của mình và đổ lỗi cho sự nghèo khó, thì đến ngày hôm nay tôi chắc đã chạm đến cuộc sống như mơ ước. Rồi, kết thúc chương 1. Chìa khóa của cái chương này là từ bởi vì chính bản thân bạn. Thì chương 1 tác giả muốn gửi đến cho các bạn là cái tư duy mình muốn tự đi ra, mình làm chủ, mình ra làm kinh doanh. Bởi vì giữa cái kinh doanh và cái làm công thì nó sẽ khác nhau về cái thu nhập. Nếu mà mình muốn làm ở các thành phố lớn này, mình muốn sau này có nhà, có cửa, có xe, có đất, thì bắt buộc là mình phải đi làm chủ. Bởi vì nếu mà mình làm công thì sẽ rất là lâu, và đến khi mình già thì mình mới có được những thứ đó. Và nếu mà như mà mình chờ đến già mình mới có được những thứ đó, thì còn những cái như là mình được cơ hội được đi du lịch, được trải nghiệm rất là nhiều thứ khác, thì mình sẽ không thể nào mình có được bằng cái tiền lương của mình. Do đó mà tác giả muốn gửi đến là chúng ta hãy đi ra tự kinh doanh, mình không nên là mình cứ ngồi ở nhà mà mình sợ hãi những cái điều mà mình cứ nghĩ trong đầu là những cái điều đó mà là mình điều mà mình không thể làm được, thì mình cứ ra mình dấn thân và từ từ mình học hỏi dần. Thì từ chính những cái lần mà mình ra, mình va chạm, mình va vấp, thì nó sẽ giúp cho mình có thêm kinh nghiệm. Đương nhiên là khi mà bạn mới ra khởi nghiệp, chắc chắn là các bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, và cũng không dễ dàng gì để các bạn thành công ngay từ những ngày đầu. Và thực sự là khi mà các bạn ra kinh doanh khởi nghiệp thì không phải là ngay ngày đầu hay là bữa đầu gì đó các bạn đem sản phẩm ra mà các bạn có thể bán được. Nếu mà các bạn nghĩ như vậy thì các bạn sẽ rất nhanh chóng bị thất vọng, và các bạn sẽ nhanh chóng quay trở về và suy nghĩ là kinh doanh là một việc gì đó rất là khó, mình không phải là cái người mà thích hợp cho cái công việc đó. Thì cái điều đó chính là cái điều mà do bạn tự lừa dối với bản thân mình. Đó là do các bạn quá sợ hãi, tức là quá sợ hãi với những cái điều mà nó các bạn đã gặp. Thì khi mà các bạn gặp là những cái mà như là khi mà mình gặp một ai đó mà mình muốn có ý định là mình bán cái gì đó cho họ, thì mình tới mình bị họ xua tay, họ đuổi, là họ đóng cửa, họ không cho mình vào, hay là bất cứ cái hành động là nó tạt nước, họ đuổi mình đi chẳng hạn. Thì đó là một cái điều mà nó sẽ làm cho mình rất là dễ nản chí đó. Cho nên là mình phải có cái tâm lý rất là vững vàng thì mình mới có thể là vượt qua được những cái khó khăn đó, và như vậy thì mình mới có thể là tiếp tục cố gắng. Và cái điều quan trọng nhất là khi mà mình ra khởi nghiệp thì mình cần phải hiểu được rằng là những cái vấn đề khi mà mình gặp khách hàng mình nói tại sao họ không cho mình vào. Rồi mình từ những cái điều đó thì mình mới bắt đầu là mình thay đổi cái cách. Mình thay đổi cái cách mình nói chuyện, mình thay đổi cái cách mình tiếp cận, để mình trở nên là thân thiện với khách hàng hơn. Và lúc đó thì họ sẽ chịu nghe mình. Và khi mà họ chịu nghe mình rồi thì cái cơ hội mà mình bán hàng sẽ rất là cao. Và cái quan trọng nhất mà thầy muốn nói đến là khi mình bán hàng
thì mình phải thực sự là chân thật tự nhiên, và mình không chỉ là mình cái có cái gì tốt của mình thì mình khen, còn cái gì mà của đối thủ thì mình cứ đem mình chê và mình không có tiếp nhận nó. Thì tác giả muốn gửi gắm đến mình tức là khi mà mình đi bán hàng thì mình phải hiểu rõ được cái sản phẩm của cái đối thủ của mình và họ có những cái điểm gì tốt, điểm gì xấu thì mình có thể nói. Mình có thể không cần nói cái điểm xấu nha, mình chỉ cần nói điểm tốt thôi, nhưng mà mình sẽ nói là những cái điểm tốt của mình. Mình nói những cái điểm tốt của mình là những cái mà cái đối thủ họ không có, hoặc là những cái điều gì đó khác biệt. Ví dụ như khi thầy nói là kinh doanh nước mắm đúng không, thì thầy nói giữa cái nước mắm Trung Quốc và nước mắm Cam Ranh thì nó có hai cái khác nhau. Thì mình có thể ở khách hàng họ có thể là ăn một cốc hai cái nước mắm luôn, nhưng mà họ tức là họ cũng sẽ dùng cái nước mắm của mình để họ họ biết được, họ trải nghiệm được. Cái quan trọng nhất là họ khách hàng họ rất là thích trải nghiệm. Nếu mà mình nói đúng ý của họ, họ sẽ tiếp nhận. Khi mà họ tiếp nhận rồi họ sẽ trải nghiệm cái nước mắm của mình, nó có những cái vị ngon gì, và từ cái vị ngon đó họ nếu mà họ thấy là nó hợp với họ chẳng hạn thì họ sẽ dùng lâu dài và họ thay thế bằng cái nước mắm kia. Tuy nhiên hoặc là họ có thể dùng chung hai cái loại nước mắm, hai loại nước mắm song song cũng được. Ở đây là mình không phải là chỉ nói về cái vấn đề nước mắm mà mình nói chung cho tất cả những cái sản phẩm nào cũng vậy. Tức là mình phải hiểu được cái sản phẩm của mình là một chuyện này, mình phải hiểu được những cái sản phẩm cái đặc tính, cái điểm mạnh điểm yếu của đối thủ để mình nói cái điểm yếu của đối thủ mình thì thay thế bằng cái điểm mạnh của mình đó để mình nói cho khách hàng. Và cái điều quan trọng nhất là mình phải kiên trì và vững tâm thì mình mới có thể mình tiếp tục mình đồng hành. Nếu mà mình cảm thấy khó khăn mà mình ngại, mình mới đi ngày đầu tiên, ngày thứ hai mà mình ngại mình bỏ cuộc thì sẽ rất là khó. Và thường thường thì mọi người sẽ có cái tư duy là quay trở lại đi làm công. Đương nhiên là sẽ có những cái lúc mà ví dụ như ban đầu mình làm mình không có đủ cái khả năng để mình chi trả cuộc sống thì mình có thể là bằng cách là mình đi làm thêm một số cái công việc gì đó, mình đi bưng bê hay là mình làm cái công việc gì đó. Nếu mà các bạn vẫn tin về cái khả năng bán hàng của mình thì ban đầu các bạn có thể trải nghiệm. Các bạn có thể trải nghiệm một cái thời gian để các bạn bán hàng. Nếu mà các bạn cảm thấy mình bán ok thì mình cứ tập trung 100% cho cái việc kinh doanh bán hàng của mình. Còn nếu như mà các bạn cảm thấy là nó không có ổn thì mình có thể là đi làm thêm. Còn một thời gian còn lại, ví dụ như ban ngày mình đi bán cái sản phẩm của mình, còn ban đêm thì mình làm thêm, mình bán, mình đi bưng bê chạy bàn hay gì đó để mình có cái chi phí để mình có thể tiếp tục sống và mình để mình tiếp tục công việc. Đó là cách mà thầy Duy cũng hay chia sẻ cho những cái anh chị mà ra khởi nghiệp. Rồi thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cái đó thôi, và cái ý tưởng thì nó như là như vậy. Thì trong phần này thì thầy Duy cũng có nói cái phần gọi là nhóm đinh và nhóm búa, thì mọi người cứ liên tưởng tới cái hình ảnh là cây búa thì nó luôn đập cái đinh. Không, ở đây mình không hơi dùng như vậy là từ đập thì nó, các bạn sẽ nghĩ là cái gì đó nó nặng, nhưng mà kiểu như là khi mà mình làm công thì mình sẽ không có cái quyền tự quyết đó, tức là mình phải nghe cái tất cả những cái ý kiến nào mà từ sếp trở xuống mình thì mình phải nghe, và sếp kêu thì mình phải làm. Mình có thể là đề xuất các thứ, nhưng mà nếu mà sếp bắt mình phải làm cái này thì chắc chắn là mình phải nghe theo, hoặc là mình nghĩ việc chứ không có thể nào mình có thể cãi lại hết đó. Còn những người mà làm chủ thì chẳng hạn thì họ có quyền tự quyết. Kể cả những người mà họ mới ra, họ kinh doanh, họ chưa có nhân viên thì ít nhất họ cũng có cái quyền gọi là tự quyết định cái công việc, cái việc làm của mình. Thì trong này thầy có nhắc đến cái từ khóa là bởi vì chính bản thân bạn. Vì cái này nó có nghĩa là khi mà mình ra làm kinh doanh thì mình
bản thân mình nghe rất là nhiều những cái câu mà kiểu như họ cản trở mình á. Ô cái này khó lắm, cái này mày không có làm được đâu, mày như vậy, mày như thế kia thì làm sao mà mày làm được, vân vân và vân vân. Thì rất là nhiều cái câu nói như vậy. Thì mình sẽ suy nghĩ là chắc là tại do mình, tại do cái gì đó, do hoàn cảnh của mình. Ví dụ như là tại ba mẹ mình nghèo, mình không có vốn mình làm cái chuyện gì đó chẳng hạn. Hoặc là do mình không giỏi bằng người khác. Tất cả cái đó chỉ là những cái mà rào cản trong cái bản thân mình, hay còn gọi là cái đó là gọi là những cái nỗi sợ. Thì khi mình đã đi làm kinh doanh rồi thì nhất định mình phải cố gắng mình vượt qua được cái nỗi sợ đó, thì mình mới có thể là tiếp tục cái con đường của mình được. Rồi thì hôm nay mình sẽ đọc tới đây thôi. Xin chào tất cả các bạn, tạm biệt các bạn. Chào Nguyễn Thanh Thảo nè, chào chị Vân Tuyền nè, chào chị Trúc Linh Nguyễn, chào chị Mai Hoa và thầy Nam Nguyễn. Ồ, rất là nhiều bạn. Em chào thầy. Thầy Nguyễn Thái Duy chính là tác giả của cái cuốn sách này, đã có mặt comment trong cái livestream của mình, rất là vui. Thầy comment là em đọc hay quá. Dạ cảm ơn thầy, đọc rất cuốn hậu luôn rồi thầy ơi. Dạ em cảm ơn chị Tuyền. Hôm sau mình sẽ tiếp tục đến chương 2, và mình sau khi mình đọc xong, tại vì lúc nãy em muốn vừa đọc mình vừa giải thích để cho mọi người hiểu, nhưng mà mọi người sẽ không chỉ như là sẽ không tiếp được cái dẫn chuyện á, để mọi người hiểu hết. Thì em muốn đọc xong hết rồi thì em sẽ tổng hợp lại và em sẽ chia sẻ cho mọi người. Nếu mà mọi người đang xem cảm thấy cái livestream này nó hay, ý nghĩa, thì mình có thể là share đến cho bạn bè người thân của mình, họ tắt họ vào để họ xem. Họ xem nếu mà ai có điều kiện á, mình thì mình nên mua sách về mình đọc ha. Về mình đọc thì nó sẽ rất là nhanh luôn. Chứ ngồi nghe em đọc nãy giờ cũng rất là lâu, và cũng mới chỉ được một chương một thôi. Thì thật sự là khi mà em mua cuốn sách này lần đầu tiên á, em đọc nó trong khoảng em đầu tiên em đọc là gần hết rồi, còn khoảng chút xíu rồi. Thì hôm sau là em đọc một xíu rồi. Đọc xong thì có những đoạn mình cảm thấy rất là tâm đắc, và cũng có những cái đoạn mà nó khiến mình cái nước mắt mình nó phải trào đó. Thì mọi người nếu mà có điều kiện thì mình nên mua để mình ủng hộ tác giả nha, ủng hộ tác giả. Dạ được thầy. Đã, em cũng đang làm một cái kênh YouTube á, nhưng mà tại vì em thấy chưa đủ cái lượt view á, thì nếu mà được một thời gian thì các bạn xem ủng hộ thì em sẽ share cái này lên YouTube. Dạ cái này được nha thầy nha. Rồi thì sau cuốn sách này á thì mình sẽ đọc tới những cái cuốn sách khác, thì ai có cái đề xuất gì á thì mình có thể comment bên dưới. Sau cái buổi livestream này hoặc trong livestream này cũng được, để bữa sau mình có thể đọc cho các bạn nghe. Rồi mình sẽ đọc xong và tổng hợp lại cho các bạn luôn đó. Các bạn nhớ nha, tức là khi mà các bạn nghe rồi thì các bạn phải cố gắng làm sao đó mình hiểu được cái điều đó, mình bắt đầu mình làm, hiểu được cái gì là làm nó, chứ không để lâu là nó quên hết, là nó mất hết luôn. Thật ra đây là cái cách để mà mình nhớ lâu quá, tại mình đọc rồi, đọc rất là nhiều lần rồi nhưng mà không có nhớ. Lúc đọc xong thì nhớ, nhưng mà lúc khoảng thời gian lâu mình không đọc á, thì mình quên đi, thì bắt đầu mình đọc lại thì mình sẽ nhớ. Cho nên là cái cách này một phần để này giúp mình nhớ kỹ hơn cuốn sách thông qua cái việc mình đọc cũng như là mình tổng kết lại. Mình sẽ có hai lần liên kết để mình nhớ. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể bấm like, comment bên dưới ủng hộ, gạch đá em và share cái clip này để mọi người có thể xem. Rồi xin chào tất cả mọi người.